Chào bạn. Bạn đang tham khảo mẫu nhà ống 3 tầng, thiết kế tầng nệch. Thì đây có lẽ là một mẫu nhà tuyệt vời nhất để bạn tham khảo. Đó, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn cái nhà có biển Trang Nhung này. Nhà thiết kế hoàn toàn với phong cách hiện đại. Diện tích đất của bạn ấy là 22 m, rộng là 5 m. Thì bạn đã làm nhà thiết kế trong ngôi nhà chính là 16 m, còn 6 m phía trước thì bạn để làm cái quầy dịch vụ đó. Mới nhìn qua không gian mặt tiền đã thấy trẻ trung và hiện đại rồi. Giờ mời các bạn đi sâu vào bên trong để tham quan thực tế mẫu nhà nhé. Bên ngoài thì bạn đã thiết kế cửa kính và có cửa quấn phía ngoài bảo vệ. Khu vực này của bạn ấy thì bạn chuyên về làm móng nên là trang trí rất là đẹp này. Khu này có diện tích là 45 nhân mới 6 m sử dụng. 6424 khoảng 25 m² các bạn nhé. Đó, đèn đóm rất là đẹp. Giờ mời các bạn đi sâu vào phía trong. Thì bạn ấy đã ốp đá 3 bậc và trải thảm đỏ vào trong nhà đây. Khu vực phòng khách này của bạn ấy có diện tích khoảng trên 20 m². Diện tích không quá to nhưng mà lại rất là rộng đẹp, thoáng. Bởi vì bạn vay mượn không gian rất nhiều. Khoang cầu thang này của bạn được khoảng trên 3 mét để đi lên cầu thang, rất là rộng, thoáng rộng. Mời các bạn đi về phía sau nhé. Đó, khu này thì bạn đã để một cái bàn ăn này, tủ lạnh này. Phía cuối bạn ấy để 1m6, cái khoảng này 1m6. Và có thiết kế bếp luôn. Khu vực vệ sinh rất là xịn sò luôn. Phòng vệ sinh này được khoảng 4 m² các bạn nhé. Cuối này bạn ấy có một cái phòng. Phòng này diện tích được khoảng 12 m², có thể làm phòng ngủ được, nhưng hiện thời bạn đang dùng để làm nhà kho, chứa tất cả mọi thứ luôn. Đó. Đi ra phía sau này bạn còn mặt tiền nữa và có một cái cửa ra phía sau đây. Cái khu phía sau này bạn dự kiến là sẽ trồng hoa và cây cảnh. Đó, bạn còn khoảng 2 m phía sau nữa. Đây là cái khoảng view từ cuối tầng 1 nhìn ra phía trước. Là mời các bạn đi lên trên nhé để khám phá tiếp này. Cái cầu thang này của bạn ấy để được khoảng 1m4, chiều rộng 1m4. Nên đến chiếu nghỉ đầu tiên là có một bức tranh. Cảm giác rất là thư giãn ở cái chiếu nghỉ này. Wow, bạn để phòng khách đây quá tuyệt vời luôn, quá đẹp luôn các bạn ạ. Phòng khách chỗ này thì cái khoảng view về phía sau này
phía sau phía trước đều rất là thông thoáng. Giờ mình đang đứng ở ban công của phòng khách để nhìn vào trong nhà này. Mời các bạn đi tiếp nhé. Cái phòng này của bạn được khoảng 30 mét vuông, nhưng nó vay mượn quá nhiều không gian, nên là bạn không thể xác định được nó là bao nhiêu mét vuông nữa. Đó, đi lên phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này có vệ sinh khép kín luôn các bạn nhé. Ở đây chơi đồ rất là xịn sò luôn. Phòng vệ sinh này được khoảng 5-6 mét vuông, rất thoải mái. Và phía bên thì bạn đã thiết kế tủ quần áo luôn, đối diện cửa nhà vệ sinh luôn. Đó. Phòng ngủ này của bạn được khoảng 16 mét vuông, là tính nguyên ở trong phòng, chưa tính ngoài ban công. Cái chỗ này chắc là bạn dự kiến là sẽ để tivi đây. Nhà thì vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Buổi tối mà ra cái ban công này phải nói là tuyệt vời luôn các bạn yêu nhé. Đó, thôi, mình không mở cửa nữa. Mời các bạn tiếp tục khám phá phía trên. Mình đi quay nhà rất nhiều rồi, nhưng thực sự đây là một cái nhà ống tầng lạch, thiết kế đẹp nhất từ trước đến giờ trên kênh nhà đẹp của mình luôn. Đó. Mình thấy mọi thứ tương đối hoàn hảo. Cầu thang này của bạn bằng gỗ nghiến, giá 1 triệu 2 một mét chiều dài. Đó, đi hết cầu thang thì cũng có một vòng phòng vệ sinh. Phòng này được khoảng 6-7 mét vuông. Và đồ đạc mọi thứ cũng rất xịn sò. Đó. Cũng chia sẻ thật với các bạn, hôm nay trên đường hành quân về mình thấy ngôi nhà đẹp quá nên là tranh thủ quay luôn. Xin chào tất cả các đồng chí đang xem nhé. Phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này chắc là của cháu nhỏ này. Bạn này bạn không có bản thiết kế đâu các bạn nhé, nhưng mà bạn thiết kế hoàn toàn hợp với cái xu hướng mới. Tất cả những cái phòng ngủ là bạn ấy đẩy về hai đầu thì nó sẽ ưu tiên phòng ngủ rất nhiều. Giờ chúng ta tiếp tục đi lên tầng trên nhé. Thực sự là mình đi đến đâu thấy nó tuyệt vời đấy, không có cái gì để mà chê ở ngôi nhà này nữa. Không biết là cảm nhận các bạn xem các bạn thấy thế nào, nhưng với mình cũng có va chạm về nhà cửa rồi, nhưng mình thấy không có điểm nào để mà chê cả. Mà các bạn tham quan tiếp phòng ngủ này nhé. Ôi dồi ôi, mát quá. Đó, trên trần đèn đóm thì rất nhiều nhưng mà cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Mình mới đứng ở cửa đây nhưng mà nó đã quá mát rồi các bạn ạ. Nếu mà buổi tối ra cái bàn cà phê này của bạn đi thì trên cả tuyệt vời luôn. Úi trời, quá thoáng quá mát luôn. Đó, bên trên thì bạn làm sảnh kính đây các bạn nhé, đổ bê tông và sảnh kính và đèn màu nữa. Đây, mời các bạn tham quan qua cái khoảng view trên mặt tiền của bạn ấy. Đó, bên kia là Tam Đảo các bạn nhé. Thôi, giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại thăm nhà và các bạn đi khám phá tiếp. Đi lên tầng trên xem là bạn ấy làm thế nào.
Thực sự là rất hoàn hảo, ngôi nhà mình thấy rất hoàn hảo. Đây là khoảng nhìn từ trên xuống này các bạn này. Có một cái khoảng cầu thang như này rất là thoáng rộng ngôi nhà luôn này. Đó. Mà chúng ta đi tiếp về phía sau. Trên này thì bạn đã dành cái khu vực này để làm sân phơi, máy giặt. Và có một lỗ đi lên trên này. Phía trên thì bạn đã lợp tôn chống nóng các bạn nhé. Có lối đi lên và lợp tôn chống nóng ở trên đó. Trước khi kết thúc video thì mình trở lại cái ban công đẹp nhất và ngắm về Tam Đảo ngồi đây, cũng để nói thêm với bạn một vài lời nữa. Kênh của mình chuyên đi quay những hình ảnh những ngôi nhà thực tế. Các bạn xem thấy hay nhớ cho mình một like và đăng ký kênh miễn phí để mình thường xuyên được đồng hành cùng các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.